Xin mời đã đến với video tiếp theo của mình nhé. Video này mình đã chia sẻ cho các bạn con web vừa mới ra luôn anh em nhé. Và trên con web này đăng ký thành công các bạn sẽ mở được một cái rương miễn phí ở đây anh em nhé. Và cái rương miễn phí này thì các bạn sẽ nhận được USDT, và USDT thì anh em có thể rút được nhá. Đây, bạn có thể thấy mình đang có là 0.30 là mình mở rương nhá. Còn lại là min rút của con này thì 2 đô anh em nhé. Và nó là một cái dạng đầu tư thôi. Các bạn có thể là gửi từ 10 USDT đến 80 TRX thì anh em sẽ kiếm được là khoảng 2,6 đô một ngày anh em nhé, 2,77 đô một ngày. Đấy thì nó cũng loanh quanh khoảng mấy ngày là về vốn rồi. Còn những dạng này thì những anh em chơi quen thì mình cũng không phải giải thích nhiều về cái cách chơi của nó, vì các bạn đã chơi quá quen rồi. Thì đại loại là có những con thì nó sẽ có lợi nhuận ổn định, có những con thì hòa vốn, và có những con thì nó sẽ ăn lỗ một chút. Nên là các bạn là có thể là tìm hiểu và tham gia những cái dạng như này. Mấy đợt này mình chơi thì đang thấy lãi ổn định anh em nhé, ổn lại nó lại ổn định hơn loại dạng định lượng, nên là các bạn có thể là tham khảo nhé. Đấy, đăng ký thì nhập cho mình cái email này và cái mật khẩu, sau đó chọn đăng ký cho mình là được nhá. Và sau khi mà đăng ký thành công, các bạn đăng nhập vào. Ok, ở đây đăng nhập rồi thì nó sẽ có thông báo này, cái số tiền mà các bạn cần đầu tư cũng như là cái lợi nhuận hàng ngày thì bạn có thể là xem ở đây nhá. Đấy, đầu tư trong vòng 45 ngày. Nó ghi là 45 ngày rồi phải thôi, nhưng mà thực tế thì nó sẽ không chạy được 45 ngày nhá. Mình chỉ cần nó chạy được đến chục ngày là anh em đã lãi rất là ổn rồi. Nếu như mà các bạn muốn nạp tiền thì các bạn sẽ chọn cho mình vào mục nạp điện ở đây nhá. Ở đây thì nó hỗ trợ cho các bạn cả USDT, TRC20 và TRX. Thì bạn nạp bằng hình thức nào thì bạn click vào đấy để lấy địa chỉ ví nhá. Ở đây bạn copy địa chỉ ví này và về ứng dụng có đồng coin mà các bạn muốn chuyển để các bạn chuyển. Và sau khi chuyển xong thì nhớ là chọn hoàn tất nạp tiền cho mình ở đây nhá. Và khi mà đã có tiền trong tài khoản rồi, anh em sẽ mở ra và anh em làm nhiệm vụ cho mình. Ok, như vậy là mình đã làm nhiệm vụ của mình đang có là 3,07 đô. Thì bây giờ mình sẽ rút nha. Thì rút chỉ cần chọn cho mình số tiền, địa chỉ ví, mật khẩu và xác nhận là được nha. Và bây giờ mình sẽ rút là 3 đô anh em nhé. Rút tiền thành công này. Bây giờ sẽ đợi tiền nó về tài khoản thôi. Rồi, như vậy là mình cũng đã nhận được cái số tiền 3 đô anh em nhé. Đây, tiền về cực kỳ là nhanh nhé. Những cái này thì tiền nó về rất là nhanh rồi. Còn nếu như mà bạn muốn mà bạn bè thì bạn chọn cho mình vào mục đội ở đây nhé. Ở đây thì bạn sẽ sao chép cho mình cái liên kết này và chia sẻ cho bạn bè. Thì có người theo cái link của bạn chơi, các bạn sẽ có hoa hồng nhé. Còn tiền thì nó về cực kỳ là nhanh, nên là anh em cứ yên tâm khi mà các bạn tham gia nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.